Xin chào mừng các bạn đến với Eureka Uni. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét đến một cái giới hạn tính lim của x mũ 3 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 tất cả trên x trừ 1 khi x tiến đến 1. Ở đây chúng ta có 3 phương án lựa chọn là A, kết quả 2/3, B, 3, C, 3/2 và D, kết quả bằng 1/3. Trước khi đến với cách giải bài toán này thì chúng ta sẽ bấm máy tính thử xem kết quả của cái câu giới hạn này bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ tiến hành nhập cái hàm số trong biểu thức tính giới hạn vào máy tính. Ta có x mũ 3 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 tất cả chia cho x trừ 1. Để chúng ta dự đoán được cái kết quả của bài toán tính giới hạn này thì chúng ta tiến hành thay cái x lúc này nó bằng một cái giá trị nó xấp xỉ 1. Ví dụ chúng ta lấy là 1,000001. Chúng ta bấm bằng. Do thấy là cái hàm số này đưa ra kết quả nó là xấp xỉ 1,5. Nhưng tuy nhiên ở đây nó có một cái sai số. Cái máy tính ấy cho phép chúng ta sẽ tính gần đúng cái phép tính giới hạn. Thì để xử lý cái này thì chúng ta sẽ lấy một con số gần 1 hơn. Thì chúng ta thay tiếp x bằng 1,000001. Do thấy là kết quả lúc này thì do là cái số mà chúng ta chọn x bằng 1,001 nó quá gần so với 1, do đó mà kết quả của cái hàm số này thì nó được tính gần đúng là 3/2. Và như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái câu giới hạn này thì có kết quả lúc này nó bằng C 3/2. Vậy chúng ta sẽ xem xét đến cái cách thức tính cái giới hạn này. Đầu tiên thì chúng ta phân tích hàm số ở trong biểu thức giới hạn. Lúc này nó là x mũ 3 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 chia tất cả chia cho x trừ 1. Như vậy thì trên tử số chúng ta là một lũy thừa bậc 3 của x và một cái căn thức. Thì thông thường thì trong những bài toán này thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta sẽ thế này nhân biểu thức liên hợp khi mà cái biểu thức giới hạn được trừ căn. Tuy nhiên thì đối với cả bài toán này, nếu mà chúng ta nhân biểu thức liên hợp thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái x mũ 6. Nếu mà trên biểu thức trên tử xuất hiện x mũ 6 thì cái việc chúng ta nhóm để triệt tiêu cái thành phần bằng 0 thì nó khá là khó. Do đó mà trong biểu thức này thì chúng ta sẽ thực hiện nó theo một cách thức khác. Đầu tiên thì chúng ta xem xét đến cái dạng vô định của cái biểu thức giới hạn này. Thì khi mà chúng ta thay x bằng 1 vào cái hàm số trong biểu thức giới hạn thì chúng ta thấy là 1 mũ 3 trừ đi căn bậc 2 của 3 nhân 1 trừ 2 tất cả trên 1 trừ 1 thì cho chúng ta kết quả là 0/0. Như vậy thì cái câu giới hạn này thì có dạng vô định là 0/0. Như vậy để khử cái dạng vô định này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến các cái biện pháp làm sao cho chúng ta nhóm được cái nhân tử x trừ 1 ở phía trên tử và chúng ta triệt tiêu đi cái dạng vô định. Thì chúng ta để ý rằng ở phía trên tử số khi chúng ta thay x bằng 1 vào thì x mũ 3 lúc này nó sẽ bằng 1 và cái biểu thức căn thức bậc 2 của 3 nhân 1 trừ 2 lúc này nó cũng bằng 1. Do đó mà chúng ta nảy sinh ra ý tưởng là chúng ta sẽ đi thêm bớt 1 vào phía trên tử số. Và khi thêm bớt 1 vào phía trên tử số thì chúng ta sẽ tách được cái giới hạn này thành hai cái giới hạn là lim của x mũ 3 trừ 1 chia x trừ 1 khi tiến đến 1 và lim của 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 chia x trừ 1 khi tiến đến 1. Khi mà chúng ta tách cái giới hạn này thành hai giới hạn thì hai giới hạn này chúng ta có thể xử lý nó một cách rất đơn giản. Đầu tiên là giới hạn lim của x mũ 3 trừ 1 chia cho x trừ 1 khi tiến đến 1. Thì đối với giới hạn này nó cũng có dạng 0/0.
Nhưng mà tuy nhiên ở trên tử số và mẫu số nó là các cái dạng đa thức, do đó mà chúng ta sẽ nhóm ra cái nhân tử x trừ 1 ở phía trên tử số. Thì chúng ta thu được là nó là lim của x trừ 1 nhân x bình cộng x cộng 1, tất cả chia cho x trừ 1 khi x tìm 1. Và chúng ta triệt tiêu đi cái thành phần vô định. Thì từ giới hạn sẽ được thu gọn về dưới dạng là lim của x bình cộng x cộng 1 khi x tìm đến 1. Và bởi vì đây là một cái giới hạn mà xác định rồi nên chúng ta thay trực tiếp x bằng 1 vào cái hàm số trong biểu thức giới hạn, thì chúng ta ra được kết quả là 1 bình cộng 1 cộng 1 bằng 3. Như vậy thì 3 là kết quả của cái giới hạn đầu tiên. Tiếp tục chúng ta xem tiếp đến cái giới hạn thứ hai, lim của 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 tất cả chia dưới trừ 1 khi x tìm đến 1. Khi chúng ta thêm mút 1 vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái hàm số này rất dễ xử lý khi sau khi chúng ta nhân liên hợp. Thì chúng ta để ý rằng là cái giới hạn này thì cũng có dạng vô định là không nhân không, do đó mà chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách thức là nhân với biểu thức liên hợp. Chúng ta nhân với cả biểu thức liên hợp a trừ b, chúng ta nhân với a cộng b, thì lúc này chúng ta có là 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 và nhân với 1 cộng với căn bậc 2 của 3x trừ 2 ở trên tử số. Thì vì chúng ta nhân ở trên tử số nên là để biểu thức cân bằng thì chúng ta sẽ nhân tiếp 1 cộng với căn bậc 2 của 3x trừ 2 ở dưới mẫu số. Thì a trừ b mà nhân a cộng b lúc này nó chính là bằng a bình trừ b bình. Và lúc này thì a bình lúc này sẽ là bằng 1 và b bình lúc này sẽ bằng là 3x trừ 2. À, khi đó thì chúng ta sẽ triệt tiêu. Khi đó thì chúng ta sẽ thu gọn biểu thức. Lúc này nó chính là bằng trừ 3 mà nhân với cả x trừ 1 ở phía trên tử. Chúng ta để ý rằng là trên tử số và dưới mẫu số đều có chung cái thành phần vô định x trừ 1. Do đó mà chúng ta sẽ triệt tiêu cái thành phần vô định này. Thì giới hạn sẽ đưa trở về là lim của trừ 3 tất cả chia cho 1 cộng với căn bậc 2 của 3x trừ 2 khi tìm đến 1. Thì đây cũng là một cái dạng giới hạn xác định. Do đó mà chúng ta thấy bằng 1 vào cái hàm số trong biểu thức giới hạn thì chúng ta thu được là trừ 3 chia cho dưới mẫu là 1 cộng với căn bậc 2 của 3 nhân 1 trừ 2. Và kết quả của cái giới hạn thứ hai lúc này nó bằng trừ 3 phần 2. Chúng ta thay cái kết quả của hai giới hạn vào cái giới hạn gốc thì chúng ta có được cái kết quả cuối cùng lúc này nó là bằng 3 mà cộng với cả trừ 3 phần 2. Và kết quả cuối cùng là bằng 3 phần 2. Như vậy thì thông qua cái cách thức biến đổi rất đơn giản bằng cách là thêm bớt 1 vào trên tử số để chúng ta tách được thành hai giới hạn đơn giản thì chúng ta tính được cái kết quả của giới hạn lúc này là bằng 3 phần 2. Ở đây thì có thể có nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta lại thêm bớt 1. Thì các bạn cũng chú ý ở đây là khi mà chúng ta thay cái giá trị x bằng 1 vào phía tử số thì chúng ta thấy là trên tử số thì x mũ 3 lúc này khi thay x bằng 1 vào nó bằng 1 và căn bậc 2 của 3x trừ 2 lúc này cũng bằng 1. Và để cho cái biểu thức giới hạn nó không thay đổi cái bản chất của nó thì chúng ta phải thêm bớt 1 để giữ nguyên được cái dạng vô định của nó là 0 trên 0 ở cả hai giới hạn sau khi tách ra. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy nhấn subscribe để xem nhiều video hơn trên Eureka Uni các bạn nhé.